Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thời tiết đáng lưu ý ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9. Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông ở diện từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ 31 tháng 8 đến 4 tháng 9. Theo đó, do chịu ảnh hưởng của những hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông, những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông ở diện từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối, buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Trên các địa điểm du lịch biển của Nam Bộ, có mưa rào và dông vào buổi chiều, sóng gió không quá mạnh, nên thuận lợi cho du lịch biển. Khu vực biển thành phố Hồ Chí Minh, gió Tây Nam phổ biến khoảng cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, hình thế thời tiết có khả năng gây mưa dông. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14 đến 16 độ Vĩ Bắc, đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động mạnh. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết khu vực có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, hoạt động không mạnh và có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên cả nước. Dự báo thời tiết cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay cho thấy điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch và trong khoảng thời gian này, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có thời tiết ổn định, không mưa, rất phù hợp cho việc thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Cụ thể, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ có thời tiết thuận lợi trong dịp này. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Hà Nội sẽ trải qua những ngày tạnh giáo với trời có mây nhưng không mưa. Nhiệt độ ban ngày tại thủ đô dao động từ 27 đến 33 độ C, lý tưởng cho việc di chuyển và thực hiện các chuyến du lịch hoặc trở về quê. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái cũng sẽ có thời tiết tương tự trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 và trời có mây và không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khám phá thiên nhiên. Ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng sẽ có thời tiết chủ yếu là nắng với nhiệt độ cao nhất trong những ngày cuối tháng 8, dao động quanh mức 34 độ C, trời có mây và không mưa. Vào ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhiệt độ tại Đà Nẵng sẽ tăng lên khoảng 35 độ C, với trời ít mây và nắng nóng. Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C sẽ tiếp tục duy trì ở Đà Nẵng cho đến ngày mùng 2 tháng 9. Tại miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trải qua mưa rào và dông trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ C. Tương tự, Lâm Đồng cũng sẽ có thời tiết mưa dông trong thời gian dự báo, với nhiệt độ trong ngày ở mức mát mẻ, từ 15 đến 27 độ C. Trong thời kỳ mưa dông, người dân nên chú ý phòng tránh lốc, sét và gió giật mạnh. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để tận hưởng những ngày nghỉ lễ bên người thân và thực hiện các kế hoạch du lịch và vui chơi. Dự báo có 11 đến 13 cơn bão và áp thấp, lo ngại thiên tai cực đoan. Sáng mùng 10 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của nhân dân. Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ghi nhận rét đậm rét hại liên tiếp, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên hứng chịu hạn hán xâm nhập mặn kéo dài nhiều tháng, sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường xảy ra tại nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là tại Cà Mau. Các loại hình thiên tai xảy ra từ đầu năm 2024 đến nay đã khiến 14 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 399 tỷ đồng.
Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng trong tháng 4 năm 2024, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 3,1 đến 3,6 độ C. 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày, vượt giá trị lịch sử. Đặc biệt tại Đông Hà, Quảng Trị, nhiệt độ ngày 28 tháng 4 đo được là 44 độ C. Đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 đến nay tại Quảng Trị. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng 4. Dòng chảy trên các sông, hồ chứa khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, từ 30 đến 60%. Thiếu hụt nhiều trên sông Thao và sông Lô, từ 50 đến 60%. Dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, từ 25 đến 50%. Xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ trong mùa khô năm 2023-2024 đã đến sớm và gay gắt hơn trung bình nhiều năm và năm 2022-2023. Các đợt xâm nhập mặn trong thời gian vừa qua đã gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ. Theo ông Cường, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc, mưa đá. Mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm nay. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến ENSO năm 2020. Ông Hoàng Đức Cường cũng cho biết, năm 2024, dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung vào cuối mùa bão, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào? Chiều ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 22 tháng 8 và sáng ngày 23 tháng 8, Bắc Bộ và khu vực Hòa Bình đã xảy ra một đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như Thái Nguyên là 219mm. Ở khu vực Quan Hoa Cầu Giấy Hà Nội, mưa 195mm. Hoài Đức Hà Nội là 193mm. Đáng lưu ý, lượng mưa ở Hoài Đức đã vượt mức lịch sử được thiết lập vào tháng 8 năm 2022 là 190mm. Nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này là vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5.000m, cộng thêm tác động của trường gió đông nam của khối không khí biển lấn từ phía đông vào. Theo ông Hưởng, từ chiều tối ngày 23 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, ở khu vực Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cơn mưa lớn kéo dài từ tối muộn ngày 22 tháng 8 tới tận sáng hôm ngày 23 tháng 8 khiến cho Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập. Các phương tiện di chuyển khó khăn, thậm chí có nơi giao thông bị tê liệt. Tại Thái Nguyên, do ảnh hưởng trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, từ ngày 22 tháng 8 đến nay, một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã bị thiệt hại về tài sản. Mưa lớn cũng khiến cho mực nước tại hồ núi Cốc dâng cao. Nhiều tuyến phố, đường Minh Cầu, ngã tư Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, ngã tư Hoàng Gia, khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam, đường Bến Tượng bị ngập sâu, giao thông tê liệt. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tại huyện Đại Từ và Định Hóa, mưa to đã gây ngập úng khoảng 51,5 hectare lúa, 1,5 hectare cây màu và 7 hectare chè, làm vỡ một ao nuôi cá truyền thống với mức thiệt hại khoảng 2 tấn. Một số cầu tràn của hai huyện bị ngập sâu. Tại một số hồ chứa của huyện Đại Từ, Đoàn Ủy, Suối Diễu, Phú Xuyên, Gò Miếu, mực nước đã vượt qua ngưỡng tràn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, các sông suối trên địa bàn tỉnh hiện đang xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 đến 3 mét. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Tại các vùng trũng thấp,
đô thị của 9 huyện, thành phố trong tỉnh, đặc biệt là các khu vực xung quanh dãy Tam Đảo, bao gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương và các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên. Dự báo xa hơn, sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa cho đến hết tháng 8. Bước sang tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa khu vực Bắc Bộ. Vì vậy, Bắc Bộ và các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục có nhiều ngày mưa vừa mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất trong thời gian tới tiếp tục ở mức cao đến rất cao. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.